Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Mất khẩu lục các bạn ơi, mình có mất khẩu lục này. Quay đấm tay à? Kia. À mày đấm tay với tao. Thế là mày đâu rồi? À nó chạy lên trên ông ơi. Mà chạy lên trên à? Ăn đạn xuống lục nhém ơi, đây tôi cầm lục để theo nó luôn này. Ok. Úi dồi ôi bạn ơi, nào. Cầm lục để theo cả địch luôn nào để coi. Wow, mày chạy đâu? À, chạy đâu? Mà chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi. Ôi có SKS các bạn, cứu mình. Có cung luôn này. SKS này. SKS này. Wow, có luôn cả khẩu này cho nó cung lượng này. 141 này anh em ơi. Các bạn ơi. Đây mình đây, mình đang ở đây này. Đang ở đây này bạn ơi. Các bạn có thể. Ui ok, nốc rồi nhé. Đậu xanh ok. Điều. Đã xong. Đây bạn ơi, mình đang sấp mặt L ở bên trên này. Sau khi Đức Bạn ăn đang sấp mặt ở phía trên mà. À, các bạn ơi. Qua cái khẩu súng UMP cái đã. Ui, mày vãi. Tôi bên trên này với căng này không này. Ôi, thằng này nó hết đạn bỏ ra. Không, ở dưới làm gì mà căng mấy. Ui, thằng này có mỗi 2 tiếng máu này anh em ơi. Các bạn ơi, cứu mình, có thằng nào có chạy cho mình này. Mọi người đâu? Thằng nào ở chỗ bạn? Đây mình đây. Đứng ngay. Mình nghe tiếng chân. Đứng ngay bạn ơi, đây mình đây rồi. Nó đâu? Thằng nào đó trong nhà xanh này. Trong nhà xanh này á? Đây để coi. Nó chỉ chạy qua như này thôi. Wow, không thấy bạn ạ. Có thấy ai đâu? Chắc vừa chạy. Chưa thấy được ông ơi. Chào nha, ok, chào mọi người nhá. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Sau này thì kẹo mới có thêm được một vài cái trang bị súng thôi nha em ơi. Wow, bên này thì sao nhỉ? Đồng súng 1 này. Tạm nha em ơi. Các bạn có máu chứ? Có đồng súng 1 còn hơn là không có đồng súng. Mình có 2 tiếng máu này bạn ơi. Đây, với mình. Đây, vứt này. Tức là mình còn không tiếng máu đây bạn ơi. Qua đây này. Ok, thank you cậu. Gì ấy? Nhìn là bắn AD không ạ? Tôi chịu rồi. Tony lại ý bị bán mạng rồi. Đây, tạm phần mắt đã nha em ơi. Ok. Các bạn thì sẽ ưu vậy. Hello mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Thì kêu anh em. Ôi hình như nó chạy rồi anh em ạ. Thế tôi với ông đi xe này. Không nhìn hơi ghẻ nhưng mà chạy nhiều mà. Mà yếu rồi à? Không sao, còn nửa cây mà thoải mái đi ông ơi. Chúng ta sẽ chạy đi săn mạng nào anh em ơi. Ui các bạn lại hỏi số điện thoại anh là gì vậy? Wow, em ơi, số điện thoại anh công khai để các bạn nhảy máy anh ở sân nổi em. Thực ra thì cũng nói với anh em là khi mà mình lay game ấy, mình không bao giờ để trong máy có sim là bất cứ một thông báo gì nên anh em. Nhiều khi anh em là vào định hack nick của tôi, hack từ nick Facebook đến nick Google anh em ạ, tôi chịu với anh em luôn. Nó có hay hiển thị thông báo đâu mà anh em nhận được code. Đấy, anh em lại tưởng là tôi không biết à. Ok, cảm ơn bạn Kim Huy đã quà tặng nhá, thì kêu bạn. Các cháu hỏi là anh số điện thoại bao nhiêu, xong rồi anh hỏi tí nữa em phải đi nhắn về, anh nhớ xác nhận mã giúp em nhá. Ui, các cháu hỏi ông thế á, gắt thế. Thế tôi cũng chịu được ạ. Thay xe của anh. Đây ok, đổi xe mới này. Sao tôi lên xe ông ơi. Ok, đi. Con Nhi lại cứ im chơi gắt nhỉ ông nhỉ. Này chơi game lại không mic nhỉ, bực mình nhỉ. Trời thế mới ngầu. Hello, chào mọi người và chúc mọi người xem live vui vẻ nhá, thank you anh em. Wow, lên trên cái coi anh em ơi. Fan cứng anh luôn. Xin nhá, thank you em. Ok, cứ cháy ở phòng người đi. Hay được. Trong nhà nhá. Ok, vào luôn. Ui, hình như có mạng rồi. Nhìn lại có mạng rồi. Nhìn nhảy mãi chưa lên à? À, đâu rồi? À! À, đâu rồi? À được rồi. Ui. Xích kẹo không ăn được mạng nào trong vụ này. Còn một đứa nữa. Ui hồn nhì ăn hết luôn. Gắt thật. Wow. Các bạn ơi. Ui hồn nhì đang định đổi sang ấu già. Hồn nhì chậm tay rồi nhá. Đấy, chậm 0.1 giây và mất luôn ấu già. Hồn nhì ơi là hồn nhì ơi. Bật mic lên mà nói chuyện nào bạn ơi. Ê,
Ê Tí sao ấy, bạn, sao bạn, sao con bạn? đi với lại anh gì với mạng kìa. Thế á? Để chúng ta ê... mong là Huy Nhi sẽ bị đai. Đã đủ, bắn yếu thằng ấy rồi. Ui ui các bạn ơi, các bạn là chuẩn bị ăn mạng hả? Mình muốn lút đồ rồi đã. Các bạn là đồ mình nghèo quá các bạn ạ, nên phải lút đồ thôi. Đồ. Ui đi. Sao các bạn chơi gắt quá rồi đây. Ok ok. Đúng rồi, toàn để chúng thôi. Nhưng nó cho nó ăn nhiều quá nên là thôi xong, Huy Nhi đai khỏi cứu luôn. Cho Huy Nhi biết được rằng là ham cứu mạng và cái kết, cái giá phải trả anh em ạ. Có cái thế nào. Bạn có đạn tử liên không? Mình hết sạch rồi. Mình cũng hết rồi bạn ơi, mình có 19 viên thôi à? Đủ sâu đạn đâu, còn đạn tử liên đâu. Trận này hơi ít đạn tử liên anh em ạ. Có đổi qua khẩu súng mới. Còn mấy băng. Ui, mấy khẩu súng mới còn ít đạn hơn khẩu súng của mình nữa. Biết thế, chủ qua chơi tình wow. Đuổi trên này cũng không đạn. Cậu ơi, tính lần sau thì quay lại tính đi. Sẽ qua đây con nào. Chưa thấy ai cả. Thì nhá, tính chỗ nào vậy ông ơi? Đúng không? Ép ghép. Tại sao Huy Nhi lại không được mic hả? Bởi vì là nó chơi rẻ tiền anh em ạ. Nên là Huy Nhi không được mic. Đấy. Các bạn chạy đâu vậy? Nên ok các rồi. Bạn, vậy mình sẽ chạy theo lối này. Mình sẽ có con đường riêng của mình các bạn ạ. Các bạn ăn quá nhiều mạng rồi trong khi mình one kill. Wow. Không, thằng con đi cho mới ăn nhiều bạn cậu. Bạn quan nhiều mạng rồi. Trong khi mình quan kêu bạn ơi. Không. Đồ này nó khá ngon. Bạn? Wow, bạn chuẩn bị có được gì hả? Đồ ngon, thế là sao bạn ơi? Mình có mấy khẩu súng vệ hả? Mình thì đồ cũng khá là ghẻ bạn ạ. Có mỗi Rosa, à, quên. À, quên anh em ạ, đọc sai chính tả, mũ ra là ngon thôi. Bạn ơi, đi. Ui, phía sau người mình à? Ok bạn. Hiện tại thì anh đang ở Hà Nội nha em ơi. Xe bạn này, ra đây chính không, mình sẽ phá xe bạn. Bắt đẩy hay không? Bắt đẩy như tôi. Bạn có để cho mình rút thính đâu, bạn toàn bẻ quạt đầu xe đi làm gì. Wow. Wow, bạn like mình đi để support thôi đúng không? Mình thừa hiểu rồi bạn ơi. Oh. Các bạn ơi, quay lại thung lũng. Mình vừa giải mi để thung lũng, thằng nào dã rồi ấy. Mình kệ nó luôn. Mình muốn đi kiếm đạn tử liên các bạn ạ. Vì là hiện tại mình ít đạn tử liên quá. Thật nào gạ ra quả cháo nhở. Hey, team up bạn ơi, team up bạn ơi. Tôi sẽ đi team up với kẻ địch các bạn ạ. Câu ơi. Hey. Để các bạn ơi, đợi mình cái. Hey, hey. Ăn tạm cái nâng giáp cái đã anh em ạ. Cứ phải ăn tạm cái nâng giáp cái đã. Ok ok. Nào. Hey. Thằng nào vừa gã thì áo lên nhỉ. Nghe thì quen quen mà giờ nó chạy mất đâu rồi. Ra sân mạng đâu. Mình biết là thung lũng có người ấy. Wow, kệ bạn. Kệ bạn. Thôi, mình đi sân. Ok. Ow. Uầy. Mình sẽ xấy xe mạng. Mình sẽ xấy xe mạng. Wow. Thủ chạy hả bạn? Bạn chạy nó đi bạn ơi, cho bạn chạy thoải mái, mình xấy xe bạn luôn. Đơn giản là bạn thích đi lẻ mà. Để ra đón mà bạn. Mà team chúng ta có 3 người mà bạn. Thế là đón lại bỏ dân 1 người à? Oh. Sao bạn lại tự nhiên bật chế độ tự động lên vậy? Mình không tin. Mình vẫn tốt bụng mà. Tại sao bạn lại nghĩ mình như vậy? À. Mình vẫn tốt bụng mà sát thủ. Ui, Huy Nhi lại có mạng rồi. Sát thủ lại có mạng, tôi quan kêu anh em ạ. À, buồn quá nhỉ. Tôi bảo mà đi với tôi cho bạn. Thôi kệ nhá, mình đâu cần nhá các bạn nhá. Cái... đi mình chỉ support cho các bạn thôi nhá. Như vậy. Đi mình chỉ support cho các bạn thôi, các bạn toàn ăn mạng thì mình đâu có ăn ở đâu. Nên là thôi, mình cả chết còn hơn là đi support cho đồng đội anh em ạ. Cái đồ xe. Ok, oh. Mạng thứ hai dành cho xích kẹo. Giờ cậu chỉ đi support thôi. Support một cái team à? Đâu bạn, đây, mình đang chơi rất bình thường mà bạn ơi. No, mình không cần bạn ơi. Mình thấy cho cậu no, rồi, mình không cần bạn ơi. Pick điểm gì bạn ơi? No, mình không cần bạn ơi.
Mình tự kêu được nó rồi bạn ơi. Rôn thì nhá. Thế thì tôi ăn rồi ông ơi. Ông tuổi gì? Ông tuổi gì? Ông tuổi gì đây ăn? Ông tuổi gì đây ăn? Ông tuổi gì đây ăn? Thấy hộ cái. Nào qua đây, qua đây, qua đây bạn ơi, qua đây bạn ơi. Ui. Đây hả, đây hả? Úi giời ơi, đây hả? Ok. Ui cần thế. Cần hết tim nó rồi ông ơi. Ê trời ơi. Ui. Thì chẳng cần hết đâu, không cần hết để các bạn ăn à. À căng. Căng tổng. Còn gì nữa? Phải vậy thôi chứ sao giờ anh em ơi, chẳng nhẽ là kẹo là không có kill nào à. Trong tính có gì ấy? Thì nhá, không có gì cả không ạ. Mình sẽ kiếm thêm đồ cái đã anh em ơi. Lấy thêm một ít máu đây, ok ok. Chạy đi kiếm mạng thôi nào anh em ơi. Mình sẽ chạy đi kiếm mạng thôi các bạn ơi. Ui Huân Nhi đã bị gục. Wow Huân Nhi ơi. Đi ăn lẻ và cái kết. Đi ăn lẻ và cái kết Huân Nhi ơi. Cái kết Huân Nhi đã phải trả giá rồi anh em ơi. Phải trả giá. Cái giá quá đắt. Cái giá quá đắt đó là trả lại bằng mạng sống của Huân Nhi trong cái trận đấu này. Chị ơi lên xe đâu cậu? Thật sự là chưa bằng với Huân Nhi đó. À, tôi nghĩ là như vậy bạn ơi. Nhưng mà thôi đi, mình sẽ không đi cùng với cậu đâu. Đơn giản là mình chỉ support cho cậu thôi. À bạn lấy xe mới của mình nhỉ? À bạn lấy xe mới của mình nhỉ? Ui bạn ơi, ui bạn ơi bạn đừng phá xe. Ui bạn ơi bạn đừng phá xe. Sao bạn rẻ tiền vậy? Các bạn là bỏ mình ạ. Sát thủ ơi đừng rẻ tiền nữa, sát thủ ơi. Chúng ta đi chung với nhau mà, sao bạn thật rẻ tiền vậy? Sát thủ ơi đừng rẻ tiền nữa. Vì sát thủ đã quá nhiều mạng anh em ạ. Nên là tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ đi một mình, tôi sẽ đi một mình. Ui hai đứa bạn ơi. Ui. Hai đứa bạn ơi. Ui hai đứa bạn ơi. Ui. Hai đứa bạn ơi. Ui hai đứa bạn ơi. Bạn cân được mấy thằng rồi? Cân ôn luôn. Đâu có hai đứa thôi à? Đang còn nữa ông ơi, đang còn nữa ông ơi. Chỗ này mình có hai đứa thôi à? Ok. Đâu vậy bạn? Đây à? What the hell? Okay. Mình không để ý, một đứa nó ở mãi phía dưới. Mình đang cân hai thằng ở trên, chúng nó sấy mình. SML đang còn sợ đây này ông này. Đấy mình đang còn sợ chết đây này bạn này. Lắp đồng hai vào cái nào? Đây. Wow. Mạng cuối anh em ơi, mạng cuối anh em ơi. Tốt một rồi anh em ơi. Ok, quên. Lên xe bạn ơi. Lên xe cho tình cảm đi lên nào. Ai đi riêng lẻ thế bạn? Cậu có nhiều bạn quá rồi. Mình mới có 6 kill thôi bạn ơi. Không được về nhau. Wow. Tại sao mà lại rẻ tiền như vậy? Mạng cuối đâu rồi anh em ơi? Chúng ta sẽ cùng đi săn mạng cuối nào anh em ơi. Oh. Như là sát thủ thấy mạng cuối rồi. Sát thủ ơi đừng. Đâu cậu? Đừng sát thủ ơi, đừng ăn mạng cuối bạn ơi. Khi cậu ăn mạng cuối có nghĩa là tình đồng đội chúng ta trở nên tan nát bạn ạ. Bởi vì cái mạng cuối. Cậu mình ơi. Mình có 5 kill của cậu. Mình mới có 6 kill mà cho mình ăn đi mạng cuối đi. Cho là đánh bật khoảng cách méo. Của bạn nào. À. Méo á. À, được. Côn như cậu quê mình đây. Bạn hay lắm, được. Bạn thôi, hay lắm sát thủ đâu, à. Cậu. Sát thủ nó cứ làm mình sợ anh em ạ. Bình thường là à, để coi nhưng mà tôi cũng khá là vui vẻ bởi vì là Huân Nhi toàn đi ăn lỉm mạng và cái giá phải trả đấy. Đúng rồi, đấy là cái điều quan trọng ở thằng cuối đâu nhỉ? Không quan trọng ở thằng cuối các bạn ơi. Điều đấy chỉ là điều phụ thôi, điều quan trọng là thằng cuối đâu. Làm thế nào để sát thủ qua được mạng cuối nhỉ anh em nhỉ? Lần coi xem là thằng cuối đang ở đâu nhỉ? Có thể nó lại ở trên tháp à đâu? Nó trên nóc xưởng thì thôi sao? Ui bạn ơi. Lật cái xe mình bạn. Sao bạn ơi, sao bạn ơi lật xe đâu? Ui giời ơi. Ui, sao bạn lại thích đâm xe mình nhỉ? Ui đâm xe à? Bạn đi đâm xe mình thế nào? Đâu bạn toàn đâm xe mình ấy chứ. Mình có đâm xe bạn mày đâu? Thằng cuối đâu rồi nhỉ anh em ơi? Wow. Có thể nó chỉ ở quanh đây thôi. Bên mình đang đi phía sau bạn này, mình cũng đang tìm nó này. Chưa thấy nó anh em ạ, thằng cuối đâu rồi nhỉ? Thằng này nó chết vì bo với hai này. Wow, chết vì bo này, mất công chúng ta tìm kiếm nãy giờ bạn ạ. Tìm kiếm hơi mệt làm cơ, chết vì bo thật sự là mệt mỏi. Đúng
Wow. Thế là cuối đâu? Nó đâu rồi nhỉ nha em? Vào bãi trưởng là kẹo chịu thua luôn. Nhìn căng tròn cả mắt đây, không thấy. Tôi cũng thế không ạ? Là nó ở mấy cái chỗ thùng container. Đi là bãi nhạc, ui bay xe. Ui ui, đây cả xe mình bắn đây, ui. Này, nó ở trên đọc xưởng với hai. Thế tí nó nhảy xuống là nó đai luôn, còn gì nữa. Đai là biết chắc không ạ? Có một thiên nhiên nào đó. Ê, cậu hình như trên đọc xưởng sao ấy? Nó sợ, nó sợ. Chắc không, chắc không. Ông nhìn thấy gì chưa? Mình đoán thế. Không phải đâu. Thấy đâu. Có thể là nó ở trong xưởng cơ khí chẳng hạn. Đi bò. Có thể nó ở trong thì sao? Ơ, nó sợ này không có. Súng cậu à? Tiếp súng của tôi không ạ? Có thể nó trên nóc xưởng không ạ? Nóc xưởng đúng không? Thằng nào vừa gạ dao ấy, trên nóc xưởng rồi ông ơi, trên nóc xưởng rồi ông ơi. Nóc xưởng á? Tiếng gạ dao gần bãi trưởng trên nóc xưởng rồi ông ơi, nó trên nóc xưởng đấy. Đâu? Ơ, thế là ông vừa chém dao hay là nó vậy? Nó tôi thấy nãy ông chạy xe mà. Tôi chạy xe mà. Trên nóc xưởng rồi. Nó rồi, trên nóc xưởng rồi nha em ơi. Thằng này chuẩn bị sanh mộ rồi. Vậy chúng chạy đâu? Oh. Đây. Đậu xanh sức thủ bán mặt cuối anh em ơi. Thôi bật ngay bàn thôi. Thôi bật ngay bàn thôi bạn ơi. Đây bắn hộ viên phóng lựu vào đây này. Ui tỏa sáng này đấy, nó phải kiểu như vậy. Mình sợ bắn quá nhỉ. Ui nhiều phóng lựu thế. Trả nhiều ra ủ đấy. Vậy là trong trận này thì team của kẹo đã giành được tới 1 giờ nhé anh em ơi. Huân Nhi do là ăn điểm mạng và cái giá phải trả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.